Quý vị khán giả thân mến, có một ngôi đình có tuổi đời gần 200 năm ở Bình Dương đã từng được vua triều Nguyễn ban sắc phong. Đây cũng là ngôi đình đầu tiên ở Bình Dương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2001. Vậy ngôi đình này có gì đặc biệt? Trong chương trình Tôi yêu Bình Dương ngày hôm nay, mời quý vị cùng Ngọc Hà đi khám phá nhé! Vâng, nơi tôi đang đứng đây là đình Phú Long ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngôi đình này đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục công nhận là ngôi đình có kiến trúc độc đáo nhất tỉnh Bình Dương năm 2014. Để giúp quý vị khán giả có cái nhìn khái quát hơn về ngôi đình này, Ngọc Hà mời quý vị cùng gặp gỡ các vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Chúng ta cùng gặp gỡ nhé! Vâng, đứng cạnh tôi đây là tiến sĩ Trần Hạnh Minh Phương, giảng viên của trường Đại học Thủ Dầu Một. Cô Phương là người đang sinh sống và công tác tại Bình Dương và cô cũng có nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa của nơi đây, trong đó có các công trình như đình, chùa. Là người có nhiều thời gian tìm hiểu về các ngôi đình ở Bình Dương, trong đó có là đình Phú Long, thì cô có thể cho em biết là ngôi đình này được xây dựng vào thời điểm nào không ạ? Đình Phú Long mang tên cùng tên với cái thôn là thôn Phú Long. Thôn Phú Long được hình thành trong những cái năm đầu của triều Minh Mạng, từ năm 1820 đến 1840. Đến năm 1836 thì triều đình Huế đã cho lập tổng danh bạ, địa bạ ở toàn bộ đất Nam Bộ, và khi đó đã có tên thôn Phú Long. Như vậy thì tên thôn Phú Long đã ra đời khoảng trước năm 1836, và người ta cũng phỏng đoán là đình Phú Long ra đời sau thôn Phú Long vài năm, trước 1836. Ban đầu thì ngôi đình được cất một cách tạm bợ để thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Sau đó thì vào năm 1865, đình đã được trùng tu rất là quy mô, mà chúng ta thấy là cái kiến trúc mà hiện nay là được trùng tu vào năm 1865. Và sau đó có một lần trùng tu khác nữa là năm 1935, rồi 1997. Tuy vậy thì sau những lần trùng tu sau vẫn giữ được cái kiến trúc ban đầu. Đình Phú Long còn gọi là Phú Long Linh Miếu, là nơi mà nhân dân địa phương thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Chúng ta biết là thần Thành Hoàng Bổn Cảnh tức là cái vị thần cai quản cái vùng đất này, được người dân thờ tự để mà mong được thần phù hộ độ trì để cuộc sống được ấm no. Và vua Tự Đức năm thứ năm, tức là 1853, đã ban sắc phong cho đình, và ngôi đình vẫn giữ được cái sắc phong cho đến ngày nay. Em có thắc mắc là vì sao đình lại được vua Tự Đức sắc phong vào năm 1853? Cái việc mà vua ban sắc phong để vừa là thể hiện uy quyền của nhà vua, một phần là để khẳng định cái địa vực cũng như là chủ quyền lãnh thổ của nước Đại Nam trước cái âm mưu thuộc địa hóa của người Pháp cũng như là những cái mưu đồ chính trị khác. Chính vì vậy mà trong năm thứ năm đời vua Tự Đức đã ban rất nhiều sắc phong để khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Như em đã tìm hiểu thì đình Phú Long năm 2014 đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi đình có kiến trúc độc đáo nhất Bình Dương. Vậy cô có thể cho em và khán giả cùng biết thêm về cái nghệ thuật độc đáo này được không ạ? Ngôi đình Phú Long được xem là có kiến trúc rất là điển hình của đình làng Nam Bộ. Chúng ta thấy là đình có cái mặt bàn kiến trúc hình chữ tam với mái là trùng thềm đẹp ốc, lợp ngói âm dương và nền là nền gạch bông. Chúng ta biết là trên cái mặt tiền của ngôi đình đã được cẩn rất là nhiều những cái mảnh gốm. Và chúng ta biết gốm là một trong những cái vật liệu của sẵn có của địa phương. Và cái nội dung trang trí ở trên cái mái ngói, trên mái đình, nó
chứa đầy những cái tâm tư, tình cảm, thể hiện cả thế giới quan, nhân sinh quan của người xưa. Đó là Lưỡng Long Chầu Nguyệt, mang cái ý nghĩa là thần linh thuần phục vũ trụ. Hay chúng ta thấy hình tượng Bát Tiên ở trên mái đình, mang ý nghĩa là người dân mong muốn một cuộc sống ấm no, bình an và hạnh phúc. Ngoài ra chúng ta còn thấy tượng ông Nhật, bà Nguyệt, mang ý nghĩa âm dương, điều hòa. Như vậy thì chúng ta thấy người xưa đã dùng những cái vật liệu của địa phương để thể hiện trên các cái điển tích trang trí, vốn là những điển tích cổ truyền. Và chúng ta thấy là có một cái sự kết hợp giữa cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc và cái dấu ấn của văn hóa địa phương. Đó là một cái nét rất là điển hình của đình Phú Long. Vâng, thưa cô, thì vừa rồi chúng ta cũng đã được tìm hiểu về cái kiến trúc nghệ thuật của nơi đây. Khán giả và em còn chắc cũng đang thắc mắc về cái giá trị lịch sử văn hóa của đình Phú Long, thì không biết cô có thể cho biết thêm về cái giá trị lịch sử văn hóa được không ạ? Nói về giá trị lịch sử là nơi đây từng là nơi mà các chiến sĩ cách mạng tiền khởi nghĩa trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ đã ẩn náu để trực tiếp tham gia kháng chiến. Như chúng ta biết là ở trên phía ở trên chính điện, trên trần nhà phía chính điện, các chiến sĩ ta đã ẩn nấp ở trong đó. Bằng chứng là sau giải phóng thì khi mà trùng tu cái ngôi đình thì người ta đã phát hiện ra là ở trên đó có cờ đỏ sao vàng, rồi có cờ mặt trận, có các cái vật dụng mà được chiến sĩ cách mạng lúc mà tham gia kháng chiến sử dụng. Đó là cái giá trị lịch sử. Còn về giá trị văn hóa, như chúng ta biết là đình ngày nay vẫn còn duy trì các cái hoạt động lễ hội, trong đó quan trọng nhất là lễ kỳ yên cúng thần Thành Hoàng Bổn Cảnh trong 2 ngày là ngày 17 và ngày 18 tháng 8 âm lịch. Lễ kỳ yên chúng ta biết là cái ngày mà nhân dân ở trong vùng nô nức quy tụ về. Đó là một cái ngày để mà chúng ta ôm cố tri tân, uống nước nhớ nguồn, nhớ về cha ông. Cũng là ngày mà người dân trong vùng đến cùng giao lưu, nó thắt chặt cái tình làng nghĩa xóm. Để em và khán giả hiểu hơn về lễ kỳ yên thì cô xin giới thiệu một chú ở trong ban quý tế của đình Phú Long, chú sẽ giới thiệu kỹ hơn về lễ kỳ yên. Dạ, em mời cô. Xin giới thiệu với em chú Bùi Văn Bòn là trưởng ban nghi lễ của đình Phú Long. Chú sẽ giới thiệu chi tiết hơn về thờ tự cũng như là nghi lễ kỳ yên của đình Phú Long. Dạ, con chào chú. Hôm nay đến với đình Phú Long thì con rất vui khi được gặp chú và cũng rất mong là có thể nghe được về lễ hội kỳ yên ở tại đình Phú Long ạ. Chú có thể giới thiệu vài nét về lễ hội này được không ạ? Thì hàng năm thì bắt đầu ngày 17 tháng 8 âm lịch là làm cái lễ khai môn mới được mở cửa đình đi thỉnh sắc. Đánh cái dòng đại lộ xuống dưới Thượng Thanh Am, có cái kiểu đi ra là cũng lân sư đồng, cũng nhạc lễ rồi lớn lắm. Rồi xuống cho thỉnh sắc về đây, rồi xong lễ kỳ yên rồi thì trong 2-3 ngày rồi quan trở lại. Nghi thức thì mỗi khi cúng là 12 giờ khuya, đúng là 0 giờ của ngày là 17 bước sang 18. Là phải có học trò lễ để sướng tế lễ dâng rượu, dâng nhang, dâng rượu, dâng nước, dâng trà xong rồi còn phải các ban nghi lễ là tới chiêm bái xong rồi mới bá tánh thập hương đến đây chiêm bái từ từ tới chiều ngày 18 luôn, là tối ngày luôn.
Thưa chú, thì đối với lễ Kỳ Yên á, thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với người dân địa phương không ạ? Thì cái lễ Kỳ Yên thì ông bà mình để lại thì bây giờ cũng giữ cái nguồn gốc, uống nước như nguồn, và để cho biết những thế hệ sau ta cũng lo thêm con cháu để mà tiếp tục giữ cái truyền thống cổ truyền. Qua cuộc trò chuyện giữa cô Phương và chú Bùi Văn Bòn về đền Phú Long, ta có thể hình dung ra đây là một công trình không chỉ có giá trị về lịch sử văn hóa mà còn là sợi dây kết nối của các thế hệ người dân Lái Thiêu và những khu vực lân cận thông qua các lễ hội hàng năm. Rất cảm ơn tiến sĩ Trần Hạnh Minh Phương và chú Bùi Văn Bòn đã tham gia và cung cấp thông tin rất quý giá về đền Phú Long. Chúc cô và chú Bùi Văn Bòn thật là nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn cậu. Có thể thấy, vùng đất Lái Thiêu năm xưa giờ là thủ phủ của thành phố Thuận An, một trong những địa phương phát triển hàng đầu về công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh Bình Dương. Các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí đã phát triển đa dạng. Nét sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây cũng nhiều thay đổi. Vậy thì nét sinh hoạt văn hóa đền làng có còn được người dân nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ, quan tâm nữa hay không? Mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ một bạn trẻ ở đây để tìm hiểu nhé! Thưa quý vị, đứng cạnh tôi đây là chị Lê Thị Kim Ngân, Bí thư Đoàn phường Lái Thiêu. Thưa chị cùng với các bạn trẻ ở địa phương quan tâm như thế nào về giá trị văn hóa lịch sử cũng như là lễ hội ở đền Phú Long? Từ nhỏ thì tôi đã được ba mẹ dẫn đi tham gia các cái lễ hội cúng đền, và đến nay thì gia đình tôi vẫn giữ được cái tục lệ đó. Và đối với bản thân tôi thì giá trị của những cái lễ hội văn hóa ở đền là một cái giá trị to lớn. Tôi cũng luôn mong muốn là được tiếp nối các cái thế hệ cha anh đi trước, giữ gìn và phát huy được giá trị văn hóa này. Và bên cạnh đó thì với vai trò là bí thư đoàn phường thì tôi luôn mong muốn cố gắng tổ chức các cái phong trào hoạt động thiết thực có ý nghĩa giáo dục truyền thống văn hóa của địa phương cùng với thế hệ trẻ và nhân dân, bảo vệ và phát huy cái giá trị văn hóa đó và một cách bền vững và lâu dài.